Tóm lại là với chính sách mà bần cùng quá, để mà làm cho ngu dân để trị, trả thù người dân miền Nam, cộng thêm sự bất tài, độc ác, độc đảng và chính sách kỳ thị, Đảng Cộng sản Việt Cộng đã biến thành phố Cần Thơ, mệnh danh là đồng bằng sông Cửu Long, từ một cái vùng đất trù phú trước 1975, nay trở nên nghèo khổ, chậm tiến về mọi phương diện, chỉ ngang hàng với các vùng sâu, vùng xa của các dân tộc thiểu số mà thôi. Ngay sau khi mà chiếm được Sài Gòn, thì Việt Cộng đã bắt đầu ra thành phố và đã bắt đầu tràn vào để mà vơ vét mang về, để hưởng được những tiện nghi mà cả đời họ chưa bao giờ biết đến. Rồi lại chiếm nhà, chiếm đất, làm cho người dân miền Nam phải kêu bằng là điêu đứng. Rồi tiếp tục chính sách là đổi tiền, làm cho người dân tơi tả. Trong 10 năm 1975 tới 1985, có 3 triệu người bị cưỡng bức đi vùng kinh tế mới. Trong đó 2/3 là đưa vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ trong 3 năm, Việt Cộng đã thành công đưa miền Nam ngang hàng với trình độ lạc hậu của miền Bắc. Lúc đó đối tượng Đỗ Mười, khi còn là quỹ viên ban bí thư đặc trách để mà đánh tư sản ngoại bạn, đã hùng hổ tuyên bố trước đại sứ quán Mỹ là giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, chúng tôi có quyền trưng dụng nhà cửa của dân miền Nam, chúng tôi có quyền tịch thu hãng xưởng, chúng tôi có quyền tịch thu ruộng đất, chúng tôi có quyền tịch thu nhà cửa, xe hơi, và tịch thu luôn vợ của những người mà chúng tôi cho là ngụy quân ngụy quyền. Chúng tôi có thể là bắt con của họ để mà làm nô lệ. Còn riêng những thành phần mà của miền Nam Việt Nam thì đưa đi lao động khổ sai qua cái Mỹ từ, đó là học tập cải tạo. Còn những người dân nào mà yêu chuộng Việt Nam Cộng Hòa thì đưa họ vào vùng kinh tế mới. Vùng kinh tế mới là do Việt Cộng đưa ra, nhưng mà sự thật là những nơi rừng sâu nước độc mà ai ai ở Việt Nam cũng biết. Đối tượng Đỗ Mười đã dõng dạc tuyên bố như vậy. Chúng tôi sẵn sàng đưa họ đi vào vùng kinh tế mới để cho họ tập làm quen. Họ sống không được, từ từ họ sẽ sống được. Tuyên bố thì tuyên bố như vậy, nhưng mà sự thật là để hợp thức quá chuyện, để mà tịch thu nhà. Nói là tịch thu chứ thật ra là cướp nhà của người dân miền Nam. Rồi Việt Cộng ban hành nghị quyết 111 của chính phủ ngày 14 tháng 4 năm 1977, quy định việc quản lý nhà đất ở miền Nam, chương 4 như sau: mọi nhà cửa đất đai trước ngày giải phóng do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý hoặc dành cho những tổ chức hay cá nhân thuộc ngụy quân ngụy quyền, các tổ chức đảng phái phản động sử dụng, thì nhà cửa đất đai của sĩ quan từ cấp tá trở lên nay đều là tài sản công cộng do nhà nước trực tiếp quản lý. Như vậy, chiếu theo nghị quyết này thì nhà cửa đất đai của người di tản, của người vượt biên, của những người mà trước đây là vợ của những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị đuổi ra khỏi nhà để mà tịch thu những căn nhà nằm ngay mặt tiền. Những căn nhà nào nằm trong góc, trong hẻm, họ chê thì họ không tịch thu, họ vẫn để đó. Đặc biệt là những căn nhà mặt tiền, những phố xá sang trọng thì họ đều tịch thu hết. Họ gán ghép một cách độc đoán là mật vụ, là phản động, là ngụy quân ngụy quyền, là quân chống lại chính phủ, cho nên những căn nhà này đều tịch thu hết. Năm 1980 có khoảng 150.000 người phía bắc sông Bến Hải
đã vào sinh sống ở tại Sài Gòn. Năm 2000 có khoảng 1 triệu người vào Nam để mà làm việc, làm ăn. Còn bây giờ thì không biết bao nhiêu triệu mà kể. Từ cán bộ các cấp, từ chủ nhân các xí nghiệp lớn nhỏ, cho đến cư dân các cao ốc ở tại các đô thị. Từ ông bà chủ tịch ủy ban nhân dân xã, cho đến anh phu quét đường, đều có mặt là người miền Bắc và người ở tại Nghệ An vào hết. Quét đường, quét rác gì cũng là ở miền ngoài vào để mà làm hết. Bây giờ mà ai mà đi về miền Tây thì coi như là người dân miền Tây, nói tiếng miền Tây, nó chỉ co cụm lại. Nhưng mà trong những cái khu này cũng là có người Bắc vào, cũng là có những người miền ngoài vào. Họ vào họ mua lại những cái lô đất mà của những người họ cho rằng là nghèo, kẹt tiền bán để mà họ mua. Rồi họ mua, rồi họ sống, họ sinh con. Họ lợi dụng vào những cái thành phố như thế đó. Một cái điều mà hết sức lưu manh. Việt Cộng mà vừa cướp được miền Nam Việt Nam, tuyên bố là chiến thắng, thì Việt Cộng đã loại bỏ ngay mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ra khỏi quyền lực. Rồi tháng 1 năm 1977, mặt trận miền Nam bị giải thể. Họ cho rằng là sáp nhập vào mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan ngoại vi của đảng Cộng sản. Những đảng viên cao cấp ở miền Nam hầu như là họ đưa qua mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Họ phong cho vài chức vụ, rồi họ cho ngồi chơi xôi nước, để mà họ tiếp tục, họ đưa người miền Bắc vào để mà nắm những chức vụ quan trọng, chẳng hạn như là giám đốc công an một tỉnh, hoặc là chủ tịch ủy ban một tỉnh. Còn những đối tượng mà mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam họ gom vào một nhóm, họ theo dõi tư tưởng và họ cho là mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những người này phải luôn luôn lên để mà nói theo sự hướng dẫn của họ. Người nào mà bất mãn thì coi như là sẽ cho đi mò tôm, sẽ cho thanh trừng ngay. Một số người mà cộm cán ở trong mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam đã nhìn ra được sự thật. Có nhiều người đã lẳng lặng để mà theo người dân tìm hai chữ tự do, tức là đi vượt biển, vượt biên. Những số nào còn ở lại thì bây giờ ai ai cũng sáng mắt tỏ lòng. 10 năm trước thì nghe lời là người cách mạng thì phải chuyên chính vô sản, cho nên họ cũng chấp nhận, họ không có tài sản gì hết. Nhưng mà 10 năm, 20 năm sau, toàn là những người đảng viên ai cũng là tranh giành để mà mua nhà mặt tiền, xây biệt thự, xây biệt phủ. Thì bây giờ những người trong mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam bắt đầu mới lộ ra, mới ngộ ra. Nhưng mà khi ngộ ra thì đã trở thành một người già rồi. Đầu đã bạc trắng rồi. Bây giờ ngồi nhai chầu bổm bẻm trong căn nhà chòi để mà nhìn những cái thế hệ đáng con đáng cháu, họ cười trên đầu, họ cho là dại dột, bị đảng Cộng sản đi đưa vào gọi là mặt trận Tổ quốc. Nhưng mà đây là một cái phạm vi giống như là cầm tù những đối tượng mà giải phóng miền Nam Việt Nam, bởi vì họ biết những đối tượng này cũng là từng ở hít thở không khí tự do của miền Nam Việt Nam. Cho nên bây giờ họ không dám cho giữ bất kỳ một chức cao trọng vọng nào. Họ chỉ gộp chung lại là cái mặt trận Tổ quốc. Và trong cái mặt trận Tổ quốc thì họ lại đưa một người rặt là ở ngoài miền Bắc để mà nắm là chủ tịch mặt trận Tổ quốc. Để chi? Để kiểm soát những cái phe
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Rồi ngày qua tháng lại, những đối tượng này rụng rời, rụng rời, rụng rời. Và cho tới bây giờ thì họ mới thấy được, họ mới biết được. Nhưng mà biết được thì nó đã quá muộn màng rồi. Nó quá muộn màng rồi. Coi như là game over.